màu sắc chủ đạo cho người chủ doanh nghiệp Mệnh Mộc. Hôm nay Quảng Tòng Phong Thủy Kinh Doanh để tiếp tục chia sẻ cho anh chị em những thông tin bổ ích về việc lựa chọn màu sắc chủ đạo cho người chủ doanh nghiệp Mệnh Mộc. Thì trước tiên Quảng Tòng nhắc lại, để lựa chọn màu sắc chủ đạo cho doanh nghiệp thì chúng ta sẽ chọn màu sắc hợp với lại ngũ hành của người chủ doanh nghiệp cộng với lại màu sắc của ngành, từ đó sẽ đưa ra được những cái màu sắc phù hợp. Việc lựa chọn màu sắc hài hòa phù hợp với lại người chủ doanh nghiệp sẽ giúp cho người chủ doanh nghiệp có cái năng lượng để làm việc, giúp cho công việc được tốt hơn, giúp cho doanh nghiệp được thuận lợi hơn. Đối với người chủ doanh nghiệp Mệnh Mộc sinh năm 1980, sinh năm 1981, sinh năm 1988, sinh năm 1989. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn màu cùng với ngũ hành của Mệnh Mộc, đó là màu xanh. Việc lựa chọn cùng ngũ hành sẽ giúp cho người chủ doanh nghiệp được vượng mộc hơn, sẽ tốt cho chủ doanh nghiệp. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn màu tương sinh tương hợp với người chủ doanh nghiệp Mệnh Mộc. Thủy thì sinh mộc, như vậy chúng ta sẽ chọn màu đen là màu của thủy. Mộc thì sẽ được sinh nhật, sẽ tốt cho người chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên ở đây chúng ta cần phải lưu ý tránh việc chọn màu tương hợp là màu sinh xuất. Điều này nó sẽ làm cho cái năng lượng của người chủ doanh nghiệp Mệnh Mộc sẽ bị mất đi, sẽ bị kém đi. Tiếp theo quan trọng nhất là chúng ta sẽ chọn màu để giúp cho người chủ doanh nghiệp Mệnh Mộc được tăng tài lộc, vượng tài lộc, đó là màu thổ. Màu thổ thì bao gồm màu vàng đồng, màu vàng đất, màu nâu đất. Việc lựa chọn những màu cầu tài lộc, kích tài lộc sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp được tăng cái tài lộc, vượng tài lộc lên, sẽ giúp cho doanh nghiệp được thuận lợi hơn. Như vậy Quảng Tòng tổng kết lại những màu sắc phù hợp với lại người chủ doanh nghiệp Mệnh Mộc, đó là màu xanh, màu xanh lá, màu xanh da, màu xanh chuối, màu đen, màu vàng đồng, màu vàng đất, màu nâu đất. Nếu anh chị có thắc mắc về màu sắc của doanh nghiệp, hãy comment, Quảng Tòng sẽ hỗ trợ tư vấn hữu duyên cho anh chị.